ra thì cũng còn có sáng thì thấy Hồng Loan với Khoa chuẩn bị đâu ha, còn có mấy ngày nữa là tính dỗ giáp năm của chú Năm mà cả nhà. Đây dạ, Lan Xuân xin chào cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại với kênh của em nha. Buổi sáng hôm nay là thêm 8 Tết cô chú anh chị, bây giờ là hơn 8 giờ rồi. Em đang có mặt tại shop Hồng Loan ha, để quay chia sẻ với cô chú anh chị mình những thông tin ở shop. Thì hôm nay là shop chính thức mở cửa khai trương bán này ha cả nhà. Em thấy là đó, có Khoa đang ngồi trên xe chuẩn bị đi đâu nè, và bên trong thì các bạn cũng làm à. Sáng thì đấy có anh Phương, với lại cả nhà thấy cái bảng nè đó, khai trương là cái bảng đã treo ra rồi ha, sáng sớm treo trước 8 giờ cả nhà, em tới nãy giờ cũng khá là lâu rồi. Ở ngoài đầu đường có một cái múa lân, cảm giác rất là nhộn nhịp tưng bừng ha cả nhà. Thì hôm qua mấy anh em cũng được tặng một cái vé đi xem kịch vở trò chơi ma quái, có Hồng Loan nè, anh Sang nè, anh Đinh Tý, chị Bích Trâm. Thì em cũng đến đó quay chia sẻ, nhưng mà do em nhà xa quá nên em về sớm xíu nha, chỉ quay được xung quanh, review sân khấu với lại khán giả tí xíu, vô coi được có nửa tiếng à, 8 giờ em về, coi được có một phân đoạn đầu à, chưa tới phân đoạn của Hồng Loan là em về rồi, tại vì nhà cũng khá là xa, rồi đưa chị đẹp về nữa. Mà cả nhà biết sao không, hôm qua có một cái niềm vui là có một cô khán giả có thấy chị đẹp, thấy em cô kêu cả nhà, nói là chị đẹp phải không, cái chị đẹp mới hỏi là ủa cô cũng biết con đó hả, thấy cô xem kênh Nắng Xuân rồi thấy con ra Hồng Loan, ủng hộ Hồng Loan hoài luôn rồi, thấy hai đứa ăn cơm á, trời ơi trời, cả nhà rất là vui luôn cô chú anh chị mình. Tại vì mình làm YouTube mà có người biết mình ha, như là chị đẹp á thì chị đẹp cũng rất là vui luôn, chỉ cứ nói hoài chứ nhắc hoài cả nhà, đó là một cái niềm vui ha. Thì sau khi mà vào trong rạp xem á, xem được cái tới cái phân đoạn mà của anh Huy Sang, anh chạy ra anh chạy ra anh nói hey, nói tiếng Nhật gì Ajimoto gì đâu không mà cả nhà, trời ơi rồi em cười muốn chết luôn. Thì coi được có chút xíu đó, hay là tranh thủ đi về là cũng hơn 8 giờ rồi, là hai chị em đi về tới nhà cũng 9 giờ rưỡi rồi, không có tới phân đoạn của Hồng Loan. Thì cũng có anh chị nói là sao không thấy Hồng Loan diễn, tại vì khi mà mình vô trong rạp á, không có cho quay nha cả nhà, mình chỉ vừa quay hậu trường thôi, mình quay sơ sơ ở ngoài thôi, với lại những cái cảnh mà không có đóng trò chuyện thôi, chứ lúc mà người ta đóng trên sân khấu mình không có được quay đâu. Mình quay như vậy thì sẽ lộ kịch bản của người ta hết, rồi mai mốt sẽ không có diễn lại được ha cô chú anh chị, nên là cả nhà mình cũng hiểu ha, hiểu cái khoản này nha cả nhà. Thì xong mấy anh em ở lại thì cũng có xem hết, quay chia sẻ tới cuối luôn, còn em về sớm. Hôm qua thì quay được cái cảnh mà chia sẻ anh ra anh tới nhà anh trước Hồng Loan đi á, khá là dễ thương luôn, anh Giang cũng khá là tiếu luôn á nha, vừa tiếu vừa vui nữa, anh trò chuyện mắc cười chết luôn. Hôm nay thì là ngày khai trương đầu năm của shop Hồng Loan rồi, hôm qua Hồng Loan cũng nhập khá là nhiều mặt hàng luôn. Cái cổ của em sáng nó kỳ quá, qua đi mua một ly cà phê sữa nè, nãy em cũng có một ly cà phê sữa mời chú Năm ở trong rồi cả nhà, nhà qua ra đứng quay nói chuyện chia sẻ với nhà mình tí xíu. Hôm qua thì bữa chiều muộn ha, thì chú Năm em xin lỗi, Hồng Loan nhập bích sấy nè, chùm ruột nè, với cái gì ta, ba thứ ở nhà mà nhập hai chuyến ha, để phục vụ cho ngày khai trương bữa nay.
nên là cô chú anh chị mình đầu năm cả nhà đến ủng hộ Hồng Loan đi cô chú anh chị, khai trương nha, anh nói là khai trương Hồng Phát á, mua may bán đất nha cả nhà ha, thì cũng chúc Hồng Loan mua may bán đất cho cô chú anh chị. Tính ra thì cũng còn có sáng thì thấy Hồng Loan chỉ qua chuẩn bị đâu ha, còn có mấy ngày nữa là tính dỗ giáp năm của chú năm mà cả nhà. Đây Lucky hôm nay cả nhà ai cũng nở một cái nụ cười rất là tươi. Ngày 23 hôm nay là 18 rồi, còn có mấy ngày nữa thôi cả nhà, mấy ngày nữa là đến giáp năm của chú năm, Hồng Loan sẽ làm rất là lớn ha, làm dỗ đầu của ba sẽ làm rất là lớn luôn. Sáng ngày múa lân ở ngoài đường đường nhộn nhịp quá cả nhà, ngày nào em thấy cũng có múa lân hết trơn. Hồng Loan này giống ba, sáng nào cũng có một ly cà phê sữa hết cả nhà. Hôm nay thì chưa thấy anh Chánh nè, em biết anh Chánh lên chưa? Chưa có thấy anh Chánh. Thì anh em gặp nhau nói chuyện cũng vui vui. Nhiều lúc mà mấy anh em đi tóc với nhau quay thì cũng trò chuyện vui vui đó nha. Cũng có khán giả nói em là mồm mép quá, không phải mồm mép gì đâu cả nhà, tại vì mình làm YouTube mà đôi khi mình cũng phải có những cái giây phút thư giãn trò chuyện anh em vui vui với nhau, cũng như là ở đây ngoài quay chia sẻ Hồng Loan thì em cũng mua bán Hồng Loan với lại những cái thông tin ở đây thì em cũng chia sẻ những cái bữa nói chuyện của anh em chị em với nhau, giống như là ngồi ăn tí xíu cho nó thay đổi không khí chút cả nhà, cho vui vui thôi, nên cả nhà đừng anh nghĩ là em mồm mép thế này tí kia từ người em lắm cô chú anh chị. Giống như là nhiều khi em nói chuyện với anh Chánh á thì anh em trò chuyện với nhau cho vui thôi chứ cũng không có ý gì hết á, vì nhiều cô chú anh chị cũng nói giống như là không thích mình nói như vậy á, thì em cũng ít có nói lắm cả nhà, tại vì đơn giản mình nghĩ là anh em gặp mỗi ngày, anh Chánh anh cũng vui tính, anh cũng thích nói chuyện này kia với là Khoa nữa, nên là cũng hay nói chuyện vui vui với nhau thôi, nhưng mà mọi người thì lại sợ vợ anh Chánh hiểu lầm. Trời, cuộc sống mình đơn giản đi mọi người, vì anh em với nhau không có suy nghĩ gì hết nên là mọi người cứ nghĩ đơn giản thôi ha. Thì hôm nay là 17 rồi, như vậy là còn 6 ngày nữa sẽ đến dỗ giúp năm của chú năm, khá là nhanh luôn ha cả nhà. Hồng Loan cũng có chia sẻ là hôm nay khai trương 10 giờ Hồng Loan sẽ like trên trang fanpage ha cả nhà. Cô chú anh chị mình cùng vào giao lưu với Hồng Loan nha, và cả nhà mình ai yêu thương Hồng Loan hãy đến ủng hộ khai trương đầu năm nha cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều.